Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với Việt Mỹ Channel và mình là Rachel Quý. Và quý vị ơi, trong chương trình của ngày hôm nay, Rachel muốn cập nhật cho quý vị về tình hình của cộng đồng người Việt của chúng ta đang ồ ạt về Việt Nam để ăn Tết. Rachel dùng từ là cộng đồng người Việt nói chung, tại vì ở trong nước thì người ta sẽ gọi là cộng đồng hải ngoại hoặc là những người Việt kiều. Nhưng mà Rachel biết rằng là có nhiều người ở Mỹ này không muốn nghe cái từ là ồ tôi là Việt kiều là tại vì tôi là người Mỹ gốc Việt. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái từ chung với nhau để cho mọi người dễ hiểu, đó là những người ở cộng đồng hải ngoại nói chung nha, khắp nơi trên thế giới. Thì kính thưa quý vị, do một tờ báo gọi là báo Người Việt đã đăng tin là hiện tại dòng người đổ về Tân Sơn Nhất ồ ạt quý vị, đông lắm. Thì như quý vị thấy ở đây là người ta phải sắp hàng để được xử lý và giải quyết để có thể là thông qua ở ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Như quý vị thấy ở đây là khá là đông. Chắc có thể là trong cái thời gian vừa qua thì nhiều người vì đại dịch không có về được, cho nên thời gian Tết này cố gắng tranh thủ về. Và đồng thời trong cái thời gian vừa qua thì bên Việt Nam họ họ xét nghiệm rất là khắt khao, và đồng thời nữa khi ai về bên đó thì phải cách ly 3 tuần, rồi sau đó 2 tuần, thì bây giờ chỉ còn cái cách ly có 3 ngày thôi. Cho nên là thành ra nhiều người ồ ạt đi về Việt Nam trong cái thời gian này. Cho nên là theo Rachel được thấy thì có rất là nhiều cô chú anh chị em trong giới gọi là đấu tranh đi, hay là trong trong cộng đồng muốn đấu tranh cho công lý và nhân quyền Việt Nam thì rất là mong mỏi nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là cộng đồng hải ngoại ở Mỹ không về Việt Nam trong thời gian này. Tại vì nếu như không về Việt Nam đó thì cái nền kinh tế của cộng sản sẽ bị mất cái nguồn thu nhập. Tại vì quý vị biết là tiền đô khi mà Việt kiều Mỹ hay khúc ruột ngàn dặm về bên đó thì sẽ mang cái đồng tiền đô về cho nhà cầm quyền Việt Nam đó. Cho nên là có nhiều người trong giới đấu tranh muốn giúp cho đất nước Việt Nam thoát khỏi cái chế độ cộng sản hiện tại thì lên tiếng ra rã và mong muốn rằng là người Việt ở cộng đồng hải ngoại hạn chế gửi tiền đô về Việt Nam, và đặc biệt là hạn chế về Việt Nam. Nhưng mà theo Rachel thấy thì hình như là có nhiều người cũng có thể là vì người ta còn gia đình bên Việt Nam cho nên là không kiềm chế được, cho nên là cũng về Việt Nam trong thời gian này. Nói cho nên là khi mà Rachel đọc như thế này nè, trong ngày 27 tây tháng 1 thôi, dự tính là trung bình như vậy có 706 chuyến bay đi và đến với gần 63.000 lượt khách. Trong đó thì gần 53.000 khách đi và gần 10.000 khách đến. Lượng khách này chỉ bằng khoảng 50% so với Tết của năm trước. So với Tết năm trước là chỉ có 50% thôi, mà còn bao nhiêu đây nữa. Cho nên là cho quý vị thấy là vì sao mà bên Việt Nam tuy là không có làm ăn với quốc tế nhiều, nhưng mà dựa vào cái nguồn tiền đô của cộng đồng hải ngoại về bên đó thôi đó, là cũng đã nuôi sống cho cả một cái nguồn máy, cái hệ thống của cộng sản rồi. Thì quý vị suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ha? Thì khi mà Rachel đọc cái bản tin như thế này thì cũng muốn cập nhật cho quý vị. Rồi, bên cạnh đó đồng thời có một nhân vật gần đây ở Việt Nam mới bị bắt vì anh chàng này chuyên đi lừa gạt về bán vé máy bay giả. Tại vì anh biết được trong cái tình hình, trong cái thời gian vừa qua nhiều người không về được Việt Nam và họ mong muốn về được Việt Nam. Có nhiều người, ví dụ như mình là người Mỹ gốc Việt rồi thì không nói, nhưng mà có nhiều người ví dụ như đi làm ở Đài Loan hoặc là đi học ở Đài Loan, hay là đi ở Nhật, rồi ở Nam Hàn, ở Hồng Kông, ở những cái đất nước khác, hay là cho dù ở Mỹ luôn đi. Có nhiều người đi qua đây chỉ đi du học thôi, nhưng mà trong cái thời gian đại dịch thì đóng cửa không có đi học được, thì thay vì là họ chỉ ở nhà thì họ mong muốn mà về Việt Nam. Cho nên chính vì vậy mà có những cái chuyến bay gọi là chuyến bay giải cứu, chuyến bay giải cứu để về Việt Nam. Thì cái anh chàng này anh biết tâm lý và tình trạng nhiều người muốn
về Việt Nam trong cái thời gian này. Chính vì vậy đó, anh lên trên mạng, lên trên trang Facebook và anh vào những cái trang cộng đồng, ví dụ như là người Việt ở Mỹ, người Việt ở Đức, người Việt ở Canada, người Việt ở Nhật đó, anh vào những cái trang Facebook của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và ảnh đăng lên những cái chuyến bay giải cứu đi về Việt Nam với những cái ticket, cái vé bay như vậy, và anh chỉnh sửa thông tin lại đó để lấy niềm tin của mọi người là anh ta đang làm về dịch vụ bán vé những cái chuyến bay giải cứu như thế này. Và khi mà anh bắt đầu có niềm tin rồi thì nhiều người biết đến anh thì bắt đầu sẽ liên lạc Messenger, liên lạc ha. Rồi một cái điều nữa quan trọng nữa nè, là khi mà anh ta vào trong những cái trang Facebook cộng đồng chung như vậy, anh đăng cái thông tin lên thì anh lại lập thêm khoảng chừng 10 cái Facebook ảo nữa, và anh vào trong cái post của anh, anh bình luận lại là mua từ Dũng đi làm buôn bán dịch vụ tốt lắm, rồi những chuyến bay này là đi nhanh gọn lẹ, ví dụ vậy đó. Có nghĩa là đưa những cái bình luận tốt cho cái post của chính him post. Thì chính vì vậy nhiều người bắt đầu có lòng tin, và khi họ có lòng tin rồi họ liên lạc với him để mà đặt vé máy bay. Thì anh chàng này cũng đưa vé máy bay đàng hoàng, quý vị, là cũng đưa cái vé máy bay, hay là cũng có tên tuổi, có số máy bay, ngày tháng vân vân vân. Nhưng mà tất cả những đó là đều giả hết nha. Và anh chàng này kêu gọi rằng là phải trả tiền, tại vì mua vé máy bay thì phải trả tiền trước mà. Đó, thì thành ra người ta chuyển khoản cho him, rồi có vé máy bay, rồi đã đợi tới đến lúc mà mình đi ra phi trường rồi thì lại không có tên của mình. Và trên dưới là có 30 người bị gạt như vậy. Theo như Rachel thấy ở đây thì người này tên là Kim Anh Dũng, và khi mà người này bị bắt và điều tra thì anh ta có khai báo rằng kể từ năm 2020 thì Dũng đã tham gia vào những nhóm riêng ở trên Facebook dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại như các Đài Loan, Nhật và Hàn Quốc, giống như Rachel có chia sẻ như vậy, để mà lấy niềm tin. Trời ơi, khổ ghê. Có nhiều người người ta không về được, người ta cần phải về, nhưng mà đã đời là đụng đến cái nhân vật như thế này thì thấy khá là khổ, đúng không? Tại vì vì người ta về không được cho nên là người ta mới muốn mua những cái vé này để về, nhưng lại bị lừa gạt như vậy. Rachel thấy rằng những người bên Việt Nam họ có cái cách để mà lừa gạt, thì tìm đủ mọi cách để mà lừa gạt kiếm tiền như thế này, một cái điều rất là tệ hại ha. Rồi đồng thời khi mà Rachel xem tin á thì nói rằng là nhóm cơ quan điều tra khi mà họ điều tra ra được thì anh có dùng ba cái trang Facebook có cái tên là Bin Dinogo, Bin Yossi và Phòng Vé Châu Âu Thanh Bình Travel để mà đăng thông tin để rao bán vé máy bay giải cứu như vậy. Thì không biết là có những quý vị khán giả nào đang xem chương trình đã từng liên lạc với nhân vật này hay không để mà mua vé máy bay như vậy, thì làm ơn để lại bình luận cho mọi người biết nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em rất là nhiều đã quan tâm và đồng hành cùng với Rachel trong cái video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video khác. Xin chào, bye bye, love you. Thank you.